Bây giờ mình im lặng để nhìn cho mọi người nghe tiếng máy nha. Đây, sóng đánh nè, chúng nó sẽ đánh ầm 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 luôn. Long xin chào tất cả mọi người và rất vui gặp lại mọi người trong kênh YouTube Long miền Tây của mình nha. Hôm nay xin mời mọi người cùng xem chiếc Phú Quốc Express này nó sẽ xuất bến nha mọi người. Hôm bữa thì mình đã quay một cái góc máy khác, hôm nay thì mình xin mời tất cả mọi người cùng xem một góc máy khác nha. Hiện tại thì bây giờ là 1 giờ 45 phút thì chiếc Phú Quốc Express này sẽ xuất bến nha mọi người. Hiện tại thì đã 1 giờ 40 rồi, còn 5 phút nữa thì chiếc Phú Quốc Express này sẽ xuất bến. Đó, hiện tại bây giờ máy cũng đang nổ luôn rồi đó các bạn. Ở video trước thì mình đã quay cho tất cả mọi người xem là chiếc Superdome nó đã xuất bến rồi đó. Xuất bến trước chiếc này là 15 phút, là đúng 1 giờ rưỡi chiếc Superdome nó xuất bến, thì chiếc này là 1 giờ 45 xuất bến, cách nhau 15 phút nha mọi người. Hiện tại hành khách đã, nếu bây giờ là hiện tại hành khách đã vào trong khoang hết chứ mọi người, chứ không còn ai ngoài đâu. Còn đây còn mấy anh ở đây thì mấy anh đang dắt xe nè. Dắt xe máy để của những hành khách đó, thì anh sẽ để gọn gàng vào cột cho nó dây neo lại cho nó chắc ăn ha. Thì chiếc này chở full hành khách được 300 hành khách và chạy máy Rolls-Royce MTV nha mọi người, máy thế hệ mới nhất luôn. Và chiếc này thì làm bằng cái vỏ bằng hợp kim nhôm nha, và có tốc độ trên biển là 32 lý/giờ. Và chiếc này thì chịu được sức gió là ở cấp 7, cấp 8 đó nha mọi người. Nghe là bão cấp 7, cấp 8 nó vẫn chạy trên biển được. Nhưng mà thật sự mình chưa đi chiếc này mà bão lớn như thế bao giờ. Bình thường thì ở đây có gió lớn thì có, sóng biển này kia là nó chịu được hết nha. Nó là tàu cao tốc 2 thân, tàu cánh ngầm đó mọi người. Thường mình nói chung là tàu cánh ngầm 2 thân á. Và chiếc này chiếc Full SS6, hôm bữa thì mình quay đó là chiếc Full SS2 nha. Chiếc này thì đi từ Gạch Giá ra Phú Quốc đó nha mọi người. Chiếc này thì xuất bến từ lúc 1 giờ 45 phút. Thì video trước mình cũng có nói cho mọi người cùng biết đó là những chiếc tàu này khi mà xuất bến á, nếu nó muốn xuất bến á thì nó phải sẽ thổi 3 hồi còi nha mọi người. 3 hồi còi. Hai hồi còi đầu tiên là sẽ hai hồi còi ngắn, hồi còi thứ ba sẽ hầm một hồi còi dài để thông báo cho cái cảng biết là tàu xuất bến, và sau đó thì nó sẽ xuất bến nhé. Chiếc này thì nãy giờ mình nói các bạn là hiện tại còn 3 phút nữa là sẽ xuất bến nha. Đây có một số khách đã đi trễ nè, đang lên nè. Không phải, đây là nhân viên ha, nhân viên ngoài khách. Nhân. Đây có một em gái đang đứng đây nè, làm gì không biết nè. Phải em gái không? Nhìn xa quá nhìn không rõ mọi người ạ, không biết phải em gái không nè. Hay là chú nào đó không biết. Rồi chiếc này thì gồm 2 tầng nha mọi người, tầng 1 và tầng 2, tầng 2 trên là dành cho khoang cabin của thuyền viên cũng như thuyền trưởng nha. Ở bên trên thì hành khách không có lên bên trên. Còn tầng ở bên dưới á, thì dành cho hành khách nha. Chiếc này tải trọng bao nhiêu thì mình cũng chưa tìm hiểu rõ trên để mọi người biết, nhưng mà thật nó lớn hơn chiếc Superdome rất nhiều. Nó ngoài chiếc Trivin, nó nhỏ hơn chiếc Trivin thì nó chiếc Trivin có thể chở được xe ô tô ha, xe tải trọng từ 1 tấn rưỡi 2 tấn đổ xuống á, thì chiếc này thì nó chưa có, không có chở được xe tải nha, chỉ chở hành khách và người thôi. Chiếc Trivin thì nó chở được xe tải, nhưng mà hành khách nó sẽ chở số lượng hành khách ít hơn chiếc này nha. Chiếc Trivin nó chở từ 200 người đổ lại thôi, còn chiếc này chở được 300 khách. Đây có một số khách đi trễ nè, đây chính xác là có khách đi trễ nè. Đấy. Còn 3 phút nữa thì chiếc này sẽ khởi hành nha. Các bạn thấy là có mọi người rất là gấp gáp nha, rất là gấp gáp để chuyển đồ xuống luôn. Thì mình đứng ở cái mé bên đây nhìn qua để cho mọi người thấy toàn cảnh được thì nó cũng hơi xa, thành ra mọi người thông cảm nhé. Mọi người có hình ảnh có rõ nét hay không thì mọi người comment bên dưới cho Long biết nha. Các bạn cũng nhớ like, share cũng như đăng ký kênh Long miền Tây của mình để xem những video về thuyền, ghe, tàu, cuộc sống miền Tây, em gái miền Tây với Long nhé.
đây chắc chắc một số người ở Phú Quốc rồi đi làm Sài Gòn về ăn Tết năm vừa. Rất là nhiều ha, em gái đang mất tiêu rồi. Đây đó, đang cầm vé, xót vé, hơi trễ. Mấy mình xa vô nó cũng hơi lắc chút xíu nha mọi người. Tại vì ngoài cái vô quan học của nó thì nó sẽ hơi lắc chút. À, em này không đi, chở người thân thôi. Tiếc vậy. Đây, cho mọi người cùng xem nhé. Chiếc này lúc nãy đã thổi một hồi còi lắm rồi. Nãy giờ mình thấy rồi đúng 1 giờ 45 rồi đó mà sao chưa xuất bến, nó chắc chưa bị xuất bến bây giờ đấy. Đây mọi người nghe chưa? Đó là tiếng còi thứ hai rồi đó mọi người. Đây, mình sẽ quay toàn cảnh cho mọi người cùng xem nha. Đấy, hiện tại thì chắc mình nghĩ cái chiếc này. Đây, chiếc VNExpress này giờ này 1 giờ 45 nó sẽ xuất bến là cái chuyến cuối cùng. Chuyến cuối cùng trong ngày đó mọi người. Còn buổi chiều thường là tàu sẽ về bến nghỉ hết mọi người. Chiều thì khoảng chừng 4 giờ rưỡi thì tất cả tàu nó không xuất bến nữa mà nó sẽ xuất bến từ Phú Quốc hoặc là từ các hòn về Gạch Giá nha mọi người, chứ không còn ở xuất bến từ Gạch Giá đi nữa. Chiếc này chút nữa cũng xuất bến nha mọi người. Chiếc này là chút nữa sẽ Super Đồng 7 này chút nữa cũng xuất bến luôn nè. Đang chuẩn bị xuất bến đó. Rồi, mình sẽ tập trung về chiếc Phú Quốc Express này lại cho mọi người xem nha. Tàu cao tốc cánh ngầm này nha mọi người. Rồi, đã di chuyển luôn rồi. Vậy là rời bến luôn đó mọi người. À, chiếc này thì mình nghe nó có kêu có 2 tiếng còi nó xuất bến luôn rồi ta. Nhanh thôi. Hiện tại các bạn để ý ha, phía sau khi nó xuất bến cũng có một người đang đứng phía sau nè. Đó, anh đứng phía sau anh nhìn đó. Rồi, chiếc này mình cũng sẽ quay cho mọi người xem xuất bến ha. Thì hôm trước mình có quay cho mọi người xem xuất bến ở từ cái góc quay ở bên bến cảng bên kia, thì hôm nay mình sẽ quay cho các bạn thấy ở góc quay máy mà quay góc máy này nhé. Mình sẽ lấy toàn cảnh cho mọi người cùng xem nha. Đó, nên lái lùi ra. Chiếc này xài máy con goi MTV nha mọi người, thế hệ MTU hay MTV mình không nhớ nữa. Hôm trước mình có hỏi anh thuyền trưởng ở trên đây thì anh có nói mình nghe vậy đó, mình bây giờ mình cũng quên mất rồi. Thì các bạn cứ nhớ đây là máy Rolls Royce thế hệ mới nhất, chạy cực kỳ mốc luôn, nó chịu sức gió từ cấp 7 tới 8 mà cực kỳ mạnh. Rồi bây giờ anh đang đề ba ha, lấy đà chuẩn bị xuất phát rồi, mình sẽ quay cái đoạn xuất phát cho mọi người xem, cái đoạn xuất phát của tàu cho mọi người xem nha. Đó ha, bắt đầu anh xuất phát rồi đó. Chiếc này 5 sao luôn nha mọi người. Mình im lặng để nhìn cho mọi người nghe tiếng máy nha. Đây, sóng đánh nè, chút nó sẽ đánh ầm luôn. Đó, mọi người gì thấy không? Chạy sóng đánh rất là mạnh luôn. Mạnh hơn cái chiếc Super Đồng vừa rồi rất là nhiều luôn mọi người.
mọi người nhớ like xem như đăng ký kênh Long Miền Tây để xem những video tiếp theo về thuyền ga, ghe tàu cũng như là cuộc sống miền Tây nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của Long rất nhiều. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người nhé.